vẫn là 28 bảng thanh lý xe. Và đây là clip thứ hai Ngố Nguyễn em cập nhật bên giá cả xe tại bên cầm đồ nè, rồi mua bán xe cũ tại bên Nguyễn Xuân anh chị nha. Thì Ngố Nguyễn em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại kênh YouTube của em. Anh chị nào mà theo dõi video đã lâu rồi mà chưa đăng ký nhớ cho Ngố Nguyễn em xin nút đăng ký nha, để anh chị các bạn mình lại cập nhật những cái video mới nhất. Còn hôm nay á thì em trở lại để cập nhật thêm, thì song song những cái dòng xe mà video trước còn thì cũng sẽ có một vài dòng xe khác nhập vào đó anh chị, thì sẽ cập nhật chính cũng như là mấy dòng xe nào mà hôm trước còn cũng quay để báo giá lại coi chị có giảm thêm không, hoặc là dành cho những anh chị nào chưa xem được video rồi anh chị ha. Rồi bây giờ camera giúp anh nha, vẫn là như quen thuộc kênh Ngố Nguyễn em mà vẫn quay về cái bảng hiệu để cho bà con ở xa đến mình có thể là mình xem được cái bảng hiệu rõ ràng hơn. Địa chỉ ở đây là khu phố Bình Khánh anh chị nha, phường Khánh Bình, Tân Nguyên, Bình Dương. Thì theo cái hướng mà chị chủ có chia sẻ với em á thì bên trái nè, mình đi về hướng của công an của Khánh Bình anh chị ha. Đang đi về công an Khánh Bình, còn nếu mà hướng bên phải của mình ở đây đi về cái xăng Văn Trúc cũng như đi về hướng của chợ Khánh Bình anh chị nha. Còn giờ thì mời chị và bạn mình vào trong thôi. Rồi chào chị chủ. Rồi chào anh chị. Em xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Ngố Nguyễn ha. Thì em là Thanh, hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng cầm đồ xe máy cũ Nguyễn Xuân, có địa chỉ tại đường DH406 Bình Khánh, Khánh Bình, Tân Nguyên, Bình Dương. Bên em thì chuyên cầm cố và bán xe thanh lý, và em có trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới định giá cao, bù trừ thương lượng. Và bên em có hỗ trợ trả góp dành cho khách là không nợ xấu, có hợp đồng lao động hoặc là thẻ bảo hiểm y tế ha. Còn ví dụ như trường hợp mà quý cô chú anh chị mà không lên được hồ sơ gốc ngân hàng thì cửa hàng em sẽ cho mình thiếu lại khoảng tầm vài triệu ha. Cái số em cho thiếu lại đó em sẽ cho mình thiếu lại trong vòng 1 tháng không tính lãi. Và ngoài ra thì bên em có nhận cọc giữ xe và ship xe cho tất cả quý cô chú anh chị toàn quốc ha. Thì mình mua xe thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963 433 192. Và xe bên em thì giá chỉ từ 3,7 triệu thôi ha. Dạ. Đâu hôm nay con nào rẻ đó mình vẫn là cho anh chị các bạn mình xem đầu like đi, đầu clip đi. Dạ. Rồi 3,7 triệu thì trong đây mình mở đèn đây. Ta mình mở cho được. Nó sáng cái chị ha. Đây đây. Đây camera em trong thời gian mà chị đi mở đèn á mình lướt sơ qua. Anh chị mình đã theo dõi ở đây là có những cái dòng mà quay Trung Quốc, quay nhỏ có nè, rồi quay Trung Quốc nhưng mà dán VA có anh chị nha, tau rút rồi nữa đầy đủ. Đây ha. 3,7 triệu đâu chị. Đây. Ba chiếc này. Ba chiếc này ha. Chiếc này biển 67N2 1262, con này đi bánh mâm ha. Máy móc thì êm, giấy tờ đầy đủ, đầy đủ chức năng. Em để cho mình là 3,7 triệu, bảo hành máy cho mình là 1 tháng tại cửa hàng ha. Dạ. Rồi tiếp theo là hai chiếc này nè. Em cũng để đồng giá cho mình là 3,7 triệu luôn ha. Biển 20G1 45725 là con màu đỏ. Còn con quay bên đây là 74F2 7138. Rồi toàn bộ là giấy tờ đầy đủ và em bảo hành máy 1 tháng ha. Dạ. Mấy cái này xe Trung Quốc này là chị chủ bảo hành cho mình tháng là em thấy riêng em nói là rất ok anh chị nha. Cũng như là mấy cái xe này á, chị chủ đọc về cái biển số để cho anh em mình biết nhận dạng con xe thôi, thế chắc là miễn mấy dòng này giấy tờ đầy đủ ok là được rồi, đừng quan tâm biển xe ở đâu thì anh chị em nha. Bao an ninh toàn quốc ha. Dạ. Rồi đây chiếc này em để cho mình là 3,8 triệu nè. Biển 68M7 2811, con này thì dàn áo nó đẹp hơn, liền lạc hơn xíu ha. Dạ. Em để cho mình với giá là 3,8 triệu. Rồi ok, coi đó 3,8 triệu nó nhỉnh hơn là có 100.000 thôi. Rồi tiếp theo chiếc này là SYM biển 61E1, con này máy móc thì êm ha, em để cho mình là 4,3 triệu. Dạ. Cái này là hãng của SYM anh chị nha, nó là xe hãng, nói chung là về độ bền nó cũng có đó nha, biển số là Bình Dương 61E1 Tân Nguyên Bình Dương. Còn đây là một chiếc Taurus nè. Rồi Taurus này thì dàn áo nó hơi xuống xíu, nhưng mà dàn áo nó là zin theo xe. Dạ. Biển số 68V6 5587. Chiếc này máy móc thì em bao em bảo hành 4 tháng cho mình ha. Dạ. Dàn áo nó hơi xuống xíu thì mình có thể mình về mình dán bộ tem nữa là nó đẹp thôi ha. Còn ngoài ra máy móc thì em đã kiểm tra rồi, máy móc thì em xe không có lỗi gì cả ha. Dạ. Giá trị để nó là 4 triệu, mấy triệu quên rồi. 5,5 triệu. À 5,5 triệu nha, em nhầm. 5,5 triệu. Dạ. Cái này là xe Nhật anh chị nha, của Yamaha nha. Nguyên cái bộ bánh sau được thay cam mới rồi lại nè, rất là đẹp ha. Bánh trước nữa, trước sau luôn.
Còn đây chiếc này cũng là quay Trung Quốc luôn ha. Chiếc này em để cho mình là 3 triệu 8 ha. Dạ 3 triệu 8. Con này biển 83. Máy móc thì êm, khỏe, đầy đủ chức năng. Cái này thì dành cho những anh em giới trẻ nè, như là đi cái niền nhôm nào nè ha. Vậy đó là 83. Anh em nào quan tâm, anh em giới trẻ nào quan tâm thì liên hệ về cửa hàng. Dạ. Giá 3 triệu 8, 3 triệu 7 như những cái xe mà chị mình báo giá là khách hàng đến là mình có giảm nhẹ tí xíu là được không? Dạ được nha. Nói chung là khách ở xa tới mua xe thì em sẽ hỗ trợ thêm chút xíu cho khách ha. Hỗ trợ dạ. Tiền xăng xe cho khách. Dạ. Đây, chiếc, mình con này đi. Chiếc này em nhận cọc rồi. À, chiếc cọc này rồi. Đang chờ em giao về Lâm Đồng. Dạ, bỏ qua anh chị. Rồi, bên đây đi vòng quay đi ha. Dạ rồi. Đây camera mình quay cái biển số giúp anh luôn đi để cho anh chị theo dõi đi em. Rồi, đây là quay. Quay S ha. Chiếc này đi bánh mâm nè. Biển số thành phố nè. Máy móc thì êm, dàn chân sáng. Đó, em nổ máy cái nha. Nổ không? Nổ. Này garanti hơi lớn ha. Này chỉnh lại anh chị, chỉnh lên sang con, garanti nhỏ lại thôi. Nhà máy rồi. Thì không nghe kêu nha. Con máy này em để giá cho mình là 9 triệu. Dạ, 9 triệu. Con này là hiện tại là có lên cặp bánh mâm anh chị nha, không phải là bánh mâm riêng, có lên ha. Dạ. Xe Nhật. Còn cái bên chị con này. Rồi chiếc này thì cũng là quay S. Con này biển 89E1 ha. Con này em để cho mình với giá là 7 triệu thôi. Dạ 7 triệu. Dạ máy móc thì êm, dàn áo thì nó hơi xuống xíu thôi dạ. Ha. Nói chung là xe cũ mà. Em thấy tầm xe Honda mà tầm 6-7 triệu, 7-8 triệu như thế này thì quan trọng bây giờ anh em mình đi tìm kiếm là cái máy cho nó chất trước rồi đã ha. Cái dàn ngoài là dễ nhìn như thế này cũng ổn rồi. Ví dụ như con này giờ 7 triệu khách hàng đến giờ em hỏi riêng con này thôi. Chị bớt hết giá cho con này là cỡ được nhiêu? Con này em sẽ bớt thêm cho mình 200 ngàn tiền xăng xe ha. Dạ. Thật sự là bây giờ mà với giá tầm đó mua được một chiếc xe hãng mà máy móc nó còn ok như thế này thì cũng là hơi khó. Nên là em xả nhưng mà em vẫn hỗ trợ tiền xăng xe cho mình ha. Dạ rồi. Em hỗ trợ cho mình 200 ngàn tiền xăng xe. Mấy con này tầm thấp mà anh chị, nên là tiền xăng một vài trăm là cũng thấy ok rồi. Dạ. Và đặc biệt là về cái vấn đề bảo hành của mấy xe Honda này, chị bảo hành được bao lâu? Em bảo hành 6 tháng cả nha anh, em bảo hành 6 tháng tại dạ. Cửa hàng ha. Ok nha. Rồi đây là chiếc quay gì đây? Quay A. Quay Honda luôn hả chị ha, Trung Quốc? Dạ đúng rồi, quay A. À, quay Honda luôn. Quay hai chiếc này là máy 100 ha. Dạ. Em để cho mình là hai chiếc này đồng giá là 8 triệu 300 ngàn. Dạ. Biển 78N4-9621. Dạ. Và 54Z1-1340 ha. Ừ. Toàn bộ máy móc thì em đã kiểm tra rồi. Nói chung là máy móc thì êm, không có lỗi gì cả. Dàn chân thì sáng ha. Dàn áo thì liền lạc. Hai con đồng giá luôn hả chị? Đúng rồi anh, hai con đồng giá là 8 triệu 3. 8 triệu 300 ha. Về tình trạng máy móc là không biết hai con này có làm gì chưa chị? Máy móc thì chỉ là êm thôi, không zin nha. Rồi, ok. Quay A thì dưới 10 triệu thì là máy chỉ êm thôi ha. Dạ, rồi. Còn những chiếc mà tầm 10 trên 10 trở lên thì em sẽ bảo hành, em bao là máy zin. Máy nó êm thì em vẫn dạ. Bảo hành 6 tháng như những chiếc khác ha. Nói chung là toàn rồi, bộ thì em okay, đều có bảo hành. Quan trọng là kiếm cái máy cho nó ngon trước anh chị nha. Đôi dạ. Khi zin mà lâu đời quá rồi về mình chạy cũng không nổi, cực lắm. Về mình cũng làm lại thôi. Đây một chiếc quay Black nữa nè. Chiếc này em đã nhận cọc. À cọc luôn rồi. Rồi qua chiếc này đi ha. Dạ quay S. Chiếc này biển 54L4-1713. Chiếc này thì đi bánh mâm nè. Dàn áo đẹp nè, sáng nè. Dàn chân cũng đang còn sáng ha. Dạ. Con này em để cho mình với giá là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Đúng không? Lên nha. Máy móc em. 7 triệu 500 cho chiếc này anh chị nha. 7 triệu rưỡi. Anh em mà cần mua xe, cần tiếp xe như thế nào á, có dạ. Thể liên hệ trực tiếp với chị chủ, có thể mình nhờ chị chụp hình những cái ngóc ngách nào mà trong quá trình quay video mà em quay không kỹ, không rõ để chị chủ có thể chụp hình kỹ hơn. Dạ. Hoặc là mình gọi bên Zalo á để chị chủ soi cho nó rõ cho anh em mình thấy ha. Đúng rồi, mình cứ liên hệ trực tiếp với em rồi em sẽ gọi điện trực tiếp cho cô chú anh chị mình test xe ha. Dạ. Rồi ok thì mình sẽ cọc và em sẽ gửi xe về cho mình. Rồi, cái bên là một chiếc Acelo 125 cùng tay. Chiếc này máy móc nguyên zin ha. Con này dàn chân thì đang sáng nè, dàn áo đẹp không lỗi ha. Con này biển 76L1-03842. Con này em để giá cho mình là 10 triệu 500 ngàn ha. Dạ. Máy móc em bảo hành 6 tháng, bao zin bao test ha. Máy móc là zin luôn, chưa bung chưa mở chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok chị, còn đây là chiếc quay xương cá nè. Quan trọng của Honda chiếc luôn. Này thì biển 36. Em để cho mình là 30 ô. Em để cho mình là 8 triệu 800 ngàn. Dạ 8 triệu 8 em bảo hành máy 6 tháng ha. Rồi xe Honda
Anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ cửa hàng nha, để chị chủ bớt lọc lá cà phê tí xíu. Dạ. Rồi camera lên trên đi em. Ra ngoài vàng ha. Dạ. Đâu mình quay đâu? Mình quay phía ngoài hả? Ở đâu chị muốn quay từ khúc nào? Quay chiếc này luôn đi ha. Dạ. Đây. Đây Vision nè. Chiếc này là Vision. Máy móc nguyên zin. Xe đẹp ha. Con này chủ chạy cũng rất là kỹ nè. Bị sốc răng em à. Biển 83E117748. Con này em để giá cho mình là 19.400.000. Mới thay nè. 19.400.000 thôi. Dạ. Thường Vision đó chị em đi quay đó, rất là em nhiều ha, rồi. Cực kỳ em. Em lắm. Lên cái bóng đèn led cho anh em nữa nè, thấy không? Lên đèn led nè, đó, có pha là ngon lành nha. Máy im cực kỳ luôn. Nội cũng không nghe tiếng gì luôn. Mấy cái xe mà tầm cao cao tiền rồi như thế này thì bên cửa hàng mình hỗ trợ trả góp như thế nào chị? Em sẽ hỗ trợ cho khách là không nợ xấu. Em sẽ lên hồ sơ cho góp trực tiếp với ngân hàng ha. Những quý khách hàng mà mình đã góp với ngân hàng rồi á, mình có hồ sơ góp rồi thì chỉ cần căn cước thôi là mình lên được hồ sơ. Những người mà mình chưa góp á, thì mình có thể là sau kê 3 tháng lương gần nhất, hoặc là có hợp đồng lao động, hoặc là thẻ bảo hiểm y tế thì em sẽ lên hồ sơ cho mình ha. Còn nếu mà mình muốn mua góp hay gì đó thì mình cứ liên hệ qua Zalo với em đi, thì em sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn những trường hợp mà không góp được ngân hàng thì em sẽ xem coi là có hỗ trợ được hay không, và em hỗ trợ trong cái mức như thế nào ha. Nói chung là sẽ tùy từng xe. Anh chị mà quan tâm thắc mắc thêm vấn đề trả góp cũng liên hệ với chị chủ đi, tại vì vấn đề trả góp giờ mình thấy nó cũng hơi khó khăn á. Dạ. Thì anh chị nào có nhu cầu rồi cứ trực tiếp liên hệ rồi chị tư vấn cho rõ ràng hơn nha. Commission này 19.400.000, nó mang biển số là 83E117748 anh chị nha. Tin thiếu em sẽ quay lại biển số cho. Rồi. Tiếp theo đây là chiếc Future đèn led ha. Dạ. Con này là máy móc nguyên zin biển 68. Con này em để cho mình là 23.000.000. Xe thì mới chạy có 12.000 cây thôi ha. Xe đẹp, nói chung là có chạy nhẹ bên hông nè. Còn ngoài ra là xe là không có một cái lỗi gì luôn nha. Dạ. Máy móc thì zin êm. Chuyên gia nhanh em 68T1-43289. Em thấy nãy giờ là cũng nhìn sơ qua là cửa hàng mình cũng nhiều biển số các tỉnh đó. Thì anh chị khách mà những tầm xe mà cao cao tiền như Future, Vision hay Winner này mà ra tên này, chị có hỗ trợ rút gốc ra tên được luôn không? Bên em thì em có hỗ trợ làm. Thì những quý khách mà mua xe bên em á, mà mình muốn rút gốc sang tên thì thêm phí em sẽ làm ha. Yeah. Và cái phí rút hồ sơ và phí bấm biển thì nó sẽ tùy vào từng chiếc, và nó sẽ dao động tầm khoảng từ 1 triệu ngoài cho tới là hơn 3 triệu. Yeah. Thì cái này thì chừng nào mình mua xe thì mình có thể trực tiếp liên hệ trực tiếp với em. Dạ. Rồi lúc đó em sẽ trao đổi và thương lượng thêm cho mình ha. Đúng rồi anh chị ha. Thì vấn đề mà ra tên rút gốc thì cửa hàng có hỗ trợ, nhưng mà chi phí tất nhiên là khách hàng mua là mình phải chịu thôi. Rút gốc rồi mình ra tên thì cũng tùy vào giá trị chiếc xe mình mua, cũng như tùy vào cái khu vực mình ở nữa, thị xã hay là huyện hay là thành phố nữa nha. Rồi cái Future này là 23.000.000 mấy chị? 23.000.000 tròn ha. Tròn 23 luôn. Máy này xe đời mới thì mình bảo hành thời gian bao lâu? Em bảo hành 6 tháng cho tới 1 năm ha. Dạ. Nói chung là này cứ thoải mái. Này xe... không có vụ hư đâu mà anh em sợ, quan trọng đúng là rồi. Nhớt nhau đầy đủ thôi à. Về mình cứ thay nhớt cho em rồi chạy, còn máy móc thì em bảo hành cho mình ha. Anh chị cứ mặc định trong đầu á, quên xăng thì được chứ đừng quên nhớt là ok. Quên xăng thì anh chị đâu có xăng đâu chạy. Rồi. Quên nhớt cực nha. Còn đây là chiếc Winner. Winner biển thành phố ha. Dạ. Con này máy móc là zin. Em để cho mình với giá là 16.700.000. 16.700.000. Dạ. Biển số là 50N124443. Có dù cho anh em mình cặp mâm hình như là 6 cây nè, đĩa kiểu nè ha. Cặp lóc là có sơn vàng đồng nè, lóc này chắc chắn là nồi có làm rồi. Rồi, nhưng mà máy là đầu chưa rớt đúng không chị? Đúng rồi anh. Yếu bình, yếu rồi. Bình. 10 mấy quên nè, 17 thì... 16.700.000. 16.700.000. Còn thương lượng được đúng không? Dạ. Nói chung là giá em báo thì em có thể hỗ trợ thêm cho mình chút xíu xăng xe ha. Yeah. Còn giá em báo đây là giá em đã xả lỗ. Thì nói chung bớt thì em vẫn sẽ bớt, nhưng mà nhiều hay ít thì sẽ tùy vào từng chiếc ha. Rồi đây cũng là Winner V1 luôn ha. Con này thì đời 2018, máy móc nguyên zin, xe đẹp nè. Con này em đã rút hồ sơ cầm tay sẵn cho mình rồi. Mình mua về mình chỉ cần bấm biển số mới chính chủ thôi ha. Con này em để cho mình với giá là 22.000.000 bao hồ sơ. Dạ. 22.000.000 bao hồ sơ là hiện tại là hồ sơ mình có sẵn ở cửa hàng luôn rồi. Đúng chị rồi, đúng rồi anh. Dạ, hoặc gọi là hồ sơ cầm tay anh em. Thì về mình ra tên rất là nhanh. Nếu mà anh em mà không biết cách ra tên thì nhờ chị chủ đi. Chị hỗ trợ thì mình thêm phí ha. Còn nếu như mà anh em biết ra tên thì
cứ cầm hồ sơ về mình tự ra tên, chi phí nó cũng không có nhiều mấy. Đúng máy rồi, móc là điên luôn chị ha. Đúng rồi, máy móc em bao nhiêu ha. Rồi tiếp theo con màu vàng bên đây, con này đời mấy đây ta? Chiếc này cũng là 28 nè, máy móc nguyên zin. Con này biển 65, em để mình giá là 21 triệu. 21 triệu, biển là Cần Thơ, 65E1 46887. Có lên cho anh em cái lon bô rất đeo nè, dáng giống như là Sonic vậy đó ha. Rồi, máy này mình bảo hành cho khách được mấy tháng chị? Mấy em bảo hành 6 tháng ha. 6 tháng, về công dạ. tay nha. Em đã. Bảo hành 6 tháng tại cửa hàng, mình cứ mua về mình thay nhớt. Còn ngoài ra mà máy móc có vấn đề gì thì mình có thể liên hệ với em. Hoặc là mình chạy trực tiếp qua cửa hàng thì em sẽ hỗ trợ cho mình ha. Dạ. Rồi mình đến với chiếc Exeter 135, con này biển mình... Con này cọc rồi hả? À cọc rồi chị. Hai con này đi. Hai con này biển thành phố và biển Đồng Nai. Chiếc này đi ha. Chiếc này em để cho mình là 14 triệu 500 ngàn. Có hạ bánh nè. Máy móc thì êm ha. Rồi con này biển số là 59U1 49228. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, quận 10 anh em ơi. Hai chiếc này đều em để đồng giá là 14 triệu 500. 14 năm. Máy im ha. Đúng rồi, máy im thôi. Rồi cũng có dọn nhẹ lại cho anh em, giống như là mấy phong cách anh em giới trẻ nè. Rung bánh cầm bánh chỉ rồi. Bên đây cũng bằng giá luôn hả chị? Con này em để cho mình là 15 năm. À 15 năm. Biển 66 ha. Con này có lên cặp bánh mâm giống như mâm của Gia Z anh em. Cái này là mâm đồ chơi, mâm kiểu thôi ha. Rồi có lên trái đèn đúng không? Con nào? Hai con này 14 năm, con này 15 năm. Rồi. Ok, tại con này em quay rồi mới tả lại con này đồng giá ha. Con này là 15 năm. Ừ, đúng rồi. 15 năm là con biển số Đồng Tháp 66 nha anh em, 66G105321. Cũng lên cái lon bô đất leo. 15 năm thì máy mình làm chưa? Máy zin thôi. Ô, máy êm thôi, máy không zin ha. Không? Đúng rồi. Rồi. Nói chung là những cái dòng này thì con nào máy zin thì em sẽ bao là máy zin. Dạ. Dạ. Rồi. Tại vì máy móc thì em kiểm tra rồi ha. Dạ, nên con có giá chị. Con này thì em để cho mình là 21 triệu, biển dạ. Cà Mau nè. 69H134533. Em thấy nó có cái màu này là nó sơn hay nó dán ta? Cái này cái cánh bình hồng nè. 21 triệu phải không? Dạ đúng rồi. Vì số là Cà Mau anh em nha, 69H134533. Nè cũng có dán mấy tem keo gì nữa nè. Cái này em nghĩ chắc nó đi keo hay đi tem dạ. gì đó không biết nữa. Rồi. Cái này anh em mình giỡn thích thì mình gỡ ra, mình để nguyên cái khung sườn chạy cho nó đẹp nha. Cái khu vực FZ này người ta gắn thêm thôi nè, mấy cái này gắn thêm mà. Bình xăng cũng dán keo luôn nè, keo trong rồi nha. Ha. Coi nổ được không nổ coi này cho anh em. Tại vì giá 21 triệu này thấy cũng hợp lý lắm á. Rồi, con này chắc bình yếu rồi. À đây 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 đây, nốt côn lên. Rồi, 21 triệu anh em nghiên cứu có ok không nha, chứ mình thấy là cũng ổn lắm á. Biển số là Cà Mau nha, đây em quay là biển số những cái xe nãy giờ quay cho anh em tham khảo nè. 21 triệu đồng. Được nha, giá cũng hợp lý nhưng mà có điều là anh chặt cái đuôi à. Cái này là 15 năm nè, hai con này 14 năm nha, em quay là biển số nè. Mấy cái con Winner nãy giờ nè anh em. Vision thì nãy mình nhớ là 19 triệu 400. Rồi, bây giờ mình vào bên trong, tới Exeter nha. Exeter bên trong cho anh em theo dõi nè. Con sát tường là con này em đã nhận cọc ha. Giờ tới mùng 10 này có lương ra lấy. Rồi chiếc này đi ha. Con này biển 38. Con này máy móc nguyên zin nè. Dàn áo liền lạc sáng ha. Dàn chân thì cũng đang còn khá là ok nè, mới nè. Đúng rồi. Rồi con này em để cho mình với giá là 19 triệu. Máy móc nguyên zin em bao test ha. Bảo hành máy 6 tháng. 19 triệu, này là có dán tem mới lại cho anh em nha. Tem I15ZR, giống tem như Mã Lai vậy đó. Còn bên đây là chiếc MKIN nè, nhập khẩu từ Indo. Chiếc này máy móc nguyên zin ha, dạ. Biển 95. Con này em để cho mình là 23 triệu 500 ngàn. Biển Hậu Giang nha anh chị ha. Rồi 23 triệu 5, biển Hậu Giang. Còn bên đây, một chiếc màu giống như là quân đội vậy nè. Chiếc này bản kỷ niệm ha. Em để cho mình với giá là 23 triệu. Toàn bộ máy móc là zin cả ha. Dạ. Cũng là biển Hậu Giang luôn, 95B163121. Như chị chủ lúc đầu có chia sẻ là bên cửa hàng có thể hỗ trợ cho thiếu là một chút ít. Thì vì chẳng hạn như mấy con này là mình thiếu tối đa được bao nhiêu được? Ví dụ như những con mà khoảng trên tầm 20 này em có thể cho mình thiếu lại khoảng tầm 3 triệu ha. Dạ. 3 triệu thì em sẽ cho thiếu lại trong vòng 1 tháng không tính lãi. Dạ. Cái này là em hỗ trợ riêng cho khách ha, cái này góp trực tiếp với cửa hàng.
Rồi ok chị, tiếp theo mình qua đây. Rồi chiếc này biển 35. Con này cũng là máy móc nguyên zin đời 2018. Con này em để cho mình với giá là 22 triệu ha. Dạ, 22 triệu anh em nha. 35N1-31872 nha. Máy móc cũng zin luôn. Bảo hành là 6 tháng là hả chị? Okay. Đúng rồi, dạ. Những dòng này thì thường thì em sẽ bảo hành 6 tháng ha. Rồi đây con màu đen nhám này, biển số 83 này, 2018 thì phải. Đúng rồi, con này 2018. Con này em để cho mình với giá là 23 triệu luôn ha. Dạ, 23 triệu đồng luôn anh em. 83B357028 nha. Máy móc toàn bộ là nguyên zin ha. Yeah. Những chiếc ẹt 150 này toàn bộ là máy móc em đã kiểm tra rồi. Và em bảo hành đầy đủ cho mình ha. Tiếp theo mình đến với chiếc Vario. Con này là 150, biển số là Kiên Giang, 68H1-17524 nha anh chị ha. Chiếc này, hai chiếc này em xả đồng giá cho mình là 36 triệu 150 hàng bỏ mẫu ha. Yeah. Máy móc thì riêng em này, anh em giờ đi mua xe mới thì giá nó cũng cao lắm đó nha. Bây giờ xe mới là ngưng rồi ha. Dạ, xe mới là nó ngưng sản xuất là cả năm nay rồi. Nơi nào mà còn thì giá họ đội lên cũng rất là cao. Sau máy 70 đó anh em. Chiếc màu vàng biển 68, chiếc màu xanh biển 61 ha. Dạ. Màu xanh này biển Khánh Bình, Tân Nguyên luôn. Hai chiếc em xả đồng giá cho mình là 36 triệu ha. Dạ. Bảo hành máy 6 tháng. Rồi, ok nha. Cái màu xanh với màu vàng này đều là được sơn 3D lại, màu rất là đẹp anh em nha. Anh em có nhu cầu ra tên thì chị cũng sẽ hỗ trợ cho. Còn tiếp theo là chiếc Satria nè chị. Rồi tiếp theo là Satria đời 2020. Máy móc nguyên zin, biển số 83. Yeah. Con này em để cho mình với giá là 24 triệu. Máy móc là riêng chưa làm gì hết ha. Đúng rồi anh. 24 triệu biển 83C1-54414. Cặp mâm thì có sơn là màu bạc nè, cặp heo cũng sơn lại màu đỏ cho anh em nè. Dàn áo được sơn dán tem mới, đang đi bôi lọc trụ. Một vài có kiểu với lại cái bao tay Daytona cho anh em nè. Đó, nghe máy nha. Đây là Satria nhập khẩu tư nhân nha anh em. Rồi, 24 chị ha. Đúng rồi, 24. Cái này trả góp thì mình có cần phải trả trước không ta? Dạ, ví dụ mà bây giờ mình lên được hồ sơ góp thì khoảng tầm 30 triệu quay đầu thì mình không cần trả trước ha. Dạ. Góp 0 đồng. Đây mình có chiếc Winner X nè. Mình có bán con này không? Rồi, tiếp theo đây là Winner X đời 2020 bản ABS. Con này thì xe cực kỳ lướt ha. Con này không có một lỗi gì, mới chạy có hơn 9.000 cây thôi ha. Dạ. Thắng là thắng ABS. Xe là xe đẹp nguyên zin. Em để cho mình với giá là 22 triệu. Con này đẹp cực kỳ luôn á nha. Biển số là 65 Cần Thơ. Không có một lỗi gì luôn ha. 65F1-65121 nha. Con này đẹp thật sự anh em ơi. Anh em mà quan tâm thì chạy mới có hơn 9.000 cây thôi ha. Dạ. Cái đồng hồ của nó là cũng bọc keo luôn nè, cũng còn bọc keo luôn nè. 9.938 cây. Rồi, 22 triệu chị ha. À đúng rồi, 22 rồi, triệu. Ok. Đây, giờ mình qua đây tới đây con Sony trắng đỏ nè. Đây, chiếc này bản One Hit nha, trắng đỏ One Hit. Vì đó là 79N2, 83116. Đời 2020, chạy 15.000 cây. Em để giá cho mình là 26 triệu 500 ngàn. Yeah. Bao test luôn ha. Con này thì thoải mái. Máy móc nguyên zin, xe đẹp. Sony trắng đỏ mà giờ giá nó cũng chỉ có 26 triệu 500 thôi anh em ơi. Giá này cực kỳ hợp lý cho anh em mình luôn rồi ha. Ừ. Có lên tay côn, tay thắng nè. Rồi cái chống đổ nữa nè. Rồi để em đọc cái biển số lại cho anh em nè. 79N2-83116. Kế bên cũng là chiếc trắng đổ One Hit luôn. Con này là biển Kiên Giang, 68N1-30057. Chiếc này thì nó cao hơn xíu ha. Dạ. Con này cũng là máy móc nguyên zin, xe đẹp. Em để cho mình với giá là 29 triệu. Dạ. Xe nó cứng hơn xíu ha. 29 triệu. Mấy con này là mình cũng bảo hành cho khách là 6 tháng gì ha. Dạ đúng rồi. Dạ cũng là 6 tháng nha anh em. Rồi. Tiếp theo mình qua con Sirius nha, biển số 94 Bạc Liêu nè. Si hả? 151099. Si con này máy móc nguyên zin nè. Dàn áo thì dàn áo mới nè. Em để cho mình giá là 11 triệu 300 ngàn. Dạ. Bánh mâm thắng đĩa, xe đẹp ha. 11 triệu 300 nha anh em nha, 94 Bạc Liêu ha. Máy móc là mình có làm gì chưa vậy? Chưa anh, máy zin ha. Máy zin luôn. Mấy cái Sirius này thì ở đây cũng là nguyên một dãy rất là nhiều xe. Nên là anh em mình quan tâm con nào thì mình để ý nha, mình chụp màn hình lại cũng như là anh tí em quay lại biển số á. Chụp lại để chị chủ quay kỹ hơn. Mấy dòng này nó cũng cực kỳ là bền đó anh em. Rồi. Đây là biển 83 đời 2018. Con này máy móc cũng là nguyên zin ha. Con này mới chạy có 12.000 cây thôi.
Chiếc này em để cho mình là 12.800.000. Dạ. 12.800 bánh mâm nha anh em. Đời này đời cũng đời cao rồi, biển Sóc Trăng 8371038 89. Nguyên cả cái dàn áo của nó cũng được sơn 3D hết á. Mấy cái này mà anh em đi mua xe mới thì sơn nó cũng tốn đâu đó là 1.500.000 tới 2 triệu luôn đó nha. Rồi kế bên là con Sirius luôn đi chị. Chiếc này biển số 69D114836. Em để cho mình là 11.700.000. Dạ. Yeah. 11.700.000 biển Cà Mau anh em nha, 69D1 ha. Cũng máy móc thì nguyên zin ha. Con dạ. Đó máy chạy cực kỳ êm, cực kỳ bốc ha. Còn đây là một cái con tiếp theo được dán tem chế tem mới lại nè. Cái này là anh em giới trẻ chắc là sẽ chuộng đây. Con này biển Kiên Giang luôn, 68H2 8110. Chiếc này em để cho mình với giá là 10 triệu ha. Dạ, 10 triệu. Mấy cái này là mình có thể mình bớt lọc lá được hết chị ha. Dạ đúng rồi, dạ. Nói chung là chiếc nào em cũng sẽ bớt ha, em hỗ trợ xăng xe cho khách. Dạ. Còn ship xe này kia nếu anh chị khách hàng có nhu cầu ship thì cửa hàng vẫn hỗ trợ. Dạ. Còn mình ở đây mình thanh lý ra những cái dòng xe như thế này rồi khách hàng muốn trao đổi thì mình có trao đổi không? Dạ có nha anh, bên em thì trao đổi tất cả các dòng xe miễn có giấy tờ đầy đủ là được ha. Dạ. Và trao đổi xe đều đầy đủ ha. Còn nếu anh chị mà ra tên thì chị chủ cũng chia sẻ như lúc đầu rồi thì cứ hỗ trợ thêm chi phí là chị hỗ trợ ra tên đầy đủ hết ha. Dạ. Rồi kế bên con Sirius màu trắng đen luôn, con này biển 90B157135. Chiếc này em để cho mình là 11.500.000 ha. Dạ. 11.500.000. Con này hiện tại là nó đang đi cái bu ma racing. Nó là bu móc bu thoáng tí thôi. Còn máy là mình có làm chưa chị? Dạ chưa, máy zin nha. Dạ. Nói chung là những dòng xe mà tầm từ 10 triệu, 10 triệu ngoài bên em trở lên á là toàn bộ là máy zin dạ. Em ha. Đây nó nổ sơ tiếng bu cho anh em nha. Cái này là cho anh em nghe sơ thôi nha, ngoài tiếng máy là nghe cũng rất là im rồi. Nhưng thì lúc để lâu nó hơi khó nổ. Máy im anh chị nha, chỉ có tiếng bô này thì thích thì mình để. Còn nếu ví dụ như khách hàng mà thích cái xe này nhưng không thích bô này mình có thể trao đổi được không? Được đổi anh, bô được không? Nói chung là mấy cái phụ kiện ngoài thì em có thể hỗ trợ thêm cho khách ha. Dạ. Rồi tiếp tục mình đến con Sirius nữa, biển Cà Mau. Được. Luôn, 69. Đây, chiếc này em để cho mình là 12.300.000. Dạ. Máy móc zin em ha, con này cũng là đời cao nè. 69E1 nha, 40132. Dạ. 12.300.000 sao cứ lộn giá hoài thôi. Trời cứ lộn mà lộn giá thấp không à. Con này thì em nói là có lên cặp bao tay cũng như là lên mấy cái cùm đồ kiểu nè, anh em đứa trẻ cũng hay lên giống vậy. Kế bên là con RC. Dạ. Chiếc này biển 61 ha, con dạ. Này máy móc nguyên zin, xe đẹp. Em để cho mình với giá là 11 triệu. 11 triệu. Đây là biển số của Thuận An nha anh em. 61T128648. Kế bên cũng là con đỏ đen RC luôn, con này biển 92E106035. Con này em để cho mình với giá là 11.500.000 ha. Dạ. Toàn bộ xe bên em thì em có bảo hành máy đầy đủ nên là quý anh chị mua xe thì mình cứ thoải mái chọn xe và liên hệ trực tiếp với em thì em sẽ hỗ trợ thêm cho mình ha. Dạ. Rồi chiếc này là Si biển Hà Nội, con này em để cho mình là 10.500.000 ha. Rồi. Mấy cái xe này là máy móc mình cũng riêng hết chị ha. Dạ đúng rồi, nói chung là si mà từ 10 triệu trở lên bên em á là em bao máy riêng cho khách nha. Dạ. Máy móc toàn bộ thì em đã test cho mình rồi. Đây anh chị mình theo dõi là tất cả những cái biển số nha. Anh chị anh em nào quan tâm thêm thì liên hệ với cửa hàng. Sau đó chị em mình sẽ vào bên trong quay những cái dòng xe tay ga tầm thấp tiền cho anh em nè. Rồi đây mình vào trong thôi. Mình có cặp Vision đang nhám nè anh em. Rồi. Đây là Vision đen nhám bản cao cấp ha. Chiếc này biển 60. Con này em để cho mình với giá là 19 triệu. Dạ, 19 triệu anh em. Máy móc thì zin em ha. Chiếc này thì nhớt em đã thay rồi, mình mua về mình chỉ cần đổ xăng là chạy thôi ha. Dạ. Rồi, còn đây con này rồi. Biển 18 Nam Định nè. Con này biển 18 em để cho mình với giá là 17.900.000. Dạ. Ok, máy móc này cũng riêng hết luôn. Dạ đúng rồi, đúng máy rồi. Mấy cái Vision này máy nó ok lắm. Nên là chị em phụ nữ nào mà có nhu cầu mình thích Vision mà xe mới nó cao á, có thể lựa chọn mấy con này nha. Máy bền lắm, bền mà im. Với lại cũng là một trong những xe tiết kiệm nhất của Honda về tay ga mà. Bên đây là Vespa đi chị. Rồi tiếp theo chiếc này em để cho mình với giá là 10.500.000 ha. Dạ. Con này thì máy móc thì cực kỳ êm. Con này nhớt thì em cũng đã thay rồi, mình mua về mình chỉ cần đổ xăng mình chạy thôi, máy móc em bảo hành 6 tháng. Dạ. Yeah. Ok biển, nha. Biển thành phố ha.
59X2 07267 nha anh chị ha. Con này là màu xanh nha, màu cũng rất là nổi và đẹp luôn. Rồi đây là AB ha. AB đó. Chiếc này AB 125 biển 68E109858. Chiếc này em để cho mình với giá là 19 triệu. Máy móc thì zin, em nói chung là con này máy móc cực kỳ êm ha, xe không lỗi. Rồi ok. Rồi kế bên là AB FI. Con này biển số thành phố. Em để cho mình với giá là 12 triệu, bảo hành máy cho mình 6 tháng ha. Dạ. Máy móc thì cực kỳ êm. Đây, em quay lại cái biển số để cho anh em mình theo dõi lại nè. Anh em có thể là mình chụp màn hình lại dính cái biển số để chị chủ có thể biết con xe nào, rồi mình quay kỹ chi tiết ra cho anh em nha. Rồi mình xuống dưới là mình có con Lubias nữa nè. Rồi tiếp theo là Lubias FI. Con này biển số 60 Đồng Nai. Em để cho mình với giá là 11 triệu. Dạ. Yeah. 60B4 25274 nha anh em ha. Còn đây là chiếc Attila Nissan cơ hả chị? Dạ đúng rồi, bốn chiếc này toàn bộ là Attila Sunker. Yeah. Em để đồng giá cho mình là 5 triệu ha, và em bảo hành máy cho mình là 3 tháng. Rồi. Có hai con biển Bình Dương, hai con biển thành phố. Đúng rồi. Nói chung là toàn bộ là giấy tờ đầy đủ chức năng, máy êm. Yeah. Rồi, anh chị anh em mình quan tâm mình thích con nào thì cho mình quay con này nha anh chị nha. Lùi con này rồi. Quay luôn. Rồi. Đây có con Vision nữa nè. Vision đời nào chị? Rồi chiếc này là Vision đời 2019. Ừ. Khóa thì khóa zin hai chè ha. Dạ. Có chống trộm. Con này biển 83. Em để cho mình với giá là 23 triệu. Dạ, 23 triệu. Và con này em thấy là có lên cho anh em mình cặp bánh mâm kiểu nữa nè nha. Biển số dạ. 83. Muốn ra tên rút gốc thì chị chủ sẽ hỗ trợ nha. Dạ đúng rồi. Rồi, còn mấy con này là mình không có ha. Trong đó em đang cầm, khách đang đóng lời chị thanh lý được ha. Rồi ok chị. Rồi coi như là mình cũng cập nhật những cái dòng xe mới nhất tại bên cái hàng xe máy Nguyễn Xuân rồi. Dạ. Thì anh chị anh em nào mình quan tâm thêm có thể liên hệ với chị chủ nha. Em cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi và luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em. Thì em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng em là Cầm Đồ Nguyễn Xuân, có địa chỉ tại đường DH406 Bình Khánh, Khánh Bình, Tân Nguyên, Bình Dương. Và số điện thoại để liên hệ là 0963 433 192. Bên em thì chuyên cầm cố và bán xe thanh lý, có trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới định giá cao, bù trừ thương lượng ha. Và bên em thì có nhận cọc giữ xe cho anh em chờ lương và giao xe toàn quốc ha. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà muốn mua xe thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gọi điện cho mình test xe và cọc cho em ít nhất là 500 ngàn thì em sẽ gửi xe về cho mình ha. Dạ. Yeah. Rồi đó là những cái thông tin ở bên xe máy Nguyễn Xuân anh chị nha. Anh chị quan tâm thêm còn thắc mắc vấn đề nào mà trong quá trình quay chị mình không chia sẻ, không đề cập đến, cũng như là những cái dòng xe mà mình quay chưa kỹ, thì mong anh chị liên hệ trực tiếp cửa hàng để cửa hàng có thể giải đáp rõ ràng hơn để cho anh chị mình chốt được con xe nha. Dạ rồi. Cảm ơn anh chị các bạn cô chú rất là nhiều nha. Ngô Nguyễn cùng với chị chủ của xe máy Nguyễn Xuân xin chào mọi người. Rồi em cảm ơn ạ.